Wow. Xin chào các bạn chó. Các bạn chó làm quen với mình đây nè. Nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hết phép. Không thể chúng được. Con này con một con mệt quá hả? Mình làm quen đi bạn. Kết tình thân ái coi. Mày dữ quá. Làm gì dữ vậy? Nhát vậy. Làm quen trước đã. Làm quen trước khi vô nhà nè. Sợ mừng mày. Mừng mày đặt giáo bộ mày. Mừng mày đặt giáo bộ sủa sủa nữa. Thấy chưa? Tây ôn là dẹt rồi đó. Đi tiểu luôn. Thấy chưa? Đó, làm quen chưa? Lần đầu gặp mặt vậy là ok rồi nha, đúng không mấy bạn? Rồi. Khóa khóa xe xe. Dưới nhà chơi con. Rồi, làm quen rồi ha. Vô nhà ở được rồi đúng không? Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là mẹ chó. Cô ta chỉ có 8 cái vú thôi, nhưng mà đẻ được tới 9 đứa con. Thật là kỳ diệu. Và hôm nay đầu năm tôi đi thăm cô ấy. Trời ơi, các bạn nhìn những chú chó này như thế nào. Những chú chó này có xoáy trên lưng hết luôn ấy nha các bạn. Đẹp không mấy bạn? Bây giờ tôi đố các bạn nha. Đây là chó giống gì nè? Đó, coi đi. Chính chú chó may mắn nè. Chính chú chó khát sữa nè. Bây giờ chúng ta hãy cho chó uống sữa nha. Chứ mẹ của mấy bé chó này là không có đủ vú cho mấy bé uống rồi đó. Dễ thương không nè. Ngủ ngon lành dễ sợ trời. Nhìn chính con như chính con cọp vậy đó các bạn ơi. À đúng không? Wow. Mấy bé chó mở mắt luôn rồi nha các bạn ơi. Chính quý tử. Các bạn đoán thử xem ở đây có bao nhiêu bé chó đực và bao nhiêu bé chó cái. Sao? Chào mấy cục cưng, khỏe không? Gì? Đói bụng hả? Con này nó muốn đói bụng rồi nè. Mấy bé đòi sữa nè. Có bạn nào quyên góp sữa cho mấy bé uống không? Đó. Mỗi bạn cho mỗi bé một bình sữa đi. Hỗ trợ vốn cho mẹ bé đi. Đó. Ồ, các bạn nhìn móng chân của bé này nha. Bàn chân của bé rất là to, màn rất là to. Các bạn biết bé này là chó gì không? Đáng thử xem nhé. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn dạy cho chó ăn rau. Để chó ăn chay tích phước. Kiếp sau không làm chó nữa, khổ. Đâu rồi, bây giờ mấy em nè. Nhìn tôi ăn rau nè. Nè, rồi, cắn một miếng nào. Cắn miếng nữa rồi, ngon rồi. Cắn miếng nữa rồi, ngon rồi, ăn đi con. Ăn đi. Đó, tổ xào phun. Bỏ vô trong miệng mày nhai. Hiểu không? Nghe lời tiêu đi. Con phải tập ăn rau. Sao mày phun hoài vậy ta? Con mày. Nè. Ừ, ăn đi, đúng rồi. Phải nghe lời tôi đó, bỏ vô miệng nhai nha. Nhai. Nhai. Đó, đúng rồi, cố gắng nhai nè. Đó. Phải dùng cảm âm nói chuyện với nó như vậy mới được. Không ngờ tôi vẫn còn một chút khả năng của tiên cá. Hả? Phun ra hả? Nuốt vô. À. Mình ăn chay để từ bỏ nghiệp chướng sắc sanh trong quá khứ. Biết tại sao mà con mang thân chó thôi không vậy hả? Bởi vì con quá tà kiến đó.
sự tà kiến nó làm cho con làm con chó. Nghe lời tôi ăn hết lá rau này đi, rồi kiếp sau tôi cho làm tiên cá giống tiêu luôn. Thiệt luôn hả? Chà, nghe lời tiêu như vậy thì có khả năng thành tiên cá chắc rồi. Đáng nuốt đi nhà. Đây là một con chó tôi chưa từng gặp nha các bạn. Mới gặp bữa nay lần đầu thôi, tôi đã gieo duyên với nó, làm cho bạn của tôi giật mình luôn đó mà. Tất cả thú mà nó gặp tôi nó đều nghe lời tôi như vậy đó. Các bạn thấy hay không? Ủa, rau đâu rồi? Cái thằng này, gì rau đâu? Này, ta kêu ăn đi, bỏ vô miệng nhai đi. Ngâm, ngâm, ngâm đi. Ngâm. Nè, trời ơi. Nè, ngon mà. Bỏ vô miệng ăn đi nè. Đó, ăn đi, ngon lắm. Ăn đi. Rồi sẽ được thành tiên cá nữa nè, ăn đi. Ăn đi, hãy tưởng tượng đi. Đây là thức ăn để con giải thoát khỏi thân con chó này. Đúng rồi, nghe lời tôi ôn vậy mới là chó ngoan chứ. Tôi sẽ gọi con bằng đại ca của Tuy Un luôn á. Ăn đi tiên cá đại gia, tiên cá đại gia ăn đi nha. Dạ, tiên cá đại gia rồi, tiên cá đại gia giỏi quá à. Ăn thêm một miếng nữa nha. Dạ, đúng không nè, thấy chưa, phải có phải là rất ngon đúng không?